Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ Trading nhé. Hôm nay là cái phiên giao dịch ngày 6 tháng 3 năm 2024. Buổi sáng Richard sẽ view và phân tích thị trường xu hướng giá vàng và điểm một số các tin tức quan trọng cho mọi người tham khảo, và chúng ta sẽ lên cái kế hoạch trading ngày nhé. Khi có những cái video thường ngày như này thì chúng ta bám sát thị trường nhất, đúng không ạ? Bởi vì thị trường thì nó luôn biến động bất thường, và chúng ta có được những cái nhận định như thế này thì chúng ta cũng có cái chiều hướng để lên cái kế hoạch trading ngày nó được tốt hơn khi mà chúng ta tham gia giao dịch với thị trường là day trading hay là lướt sóng trong ngày chẳng hạn. Ở trên trang lịch kinh tế thì hôm nay rất là nhiều các nguồn tin. Trong cái video tuần ấy thì Richard đã nhận định cho mọi người là tuần này thì rất là nhiều các cái nguồn tin bất lợi đối với đồng đô, và cái chiều hướng xu hướng của đồng đô la Mỹ thì có thể là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh và retest lại cái khu vực 103.5. Lát nữa thì Richard sẽ view lại cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật với mọi người nhé. Còn đối với đồng đô ngày hôm qua thì đúng là một cái tin về cái chỉ số dịch vụ PMI là một cái tin xấu, bất lợi, đúng không? Giảm hơn so với cả dự báo trên trang lịch kinh tế khá là nhiều. Tiếp theo thì ngày hôm nay tin liệu có đối với lại đồng đô la Mỹ liệu có là nó có là những cái tin xấu hay không. Dự báo ở trên trang lịch kinh tế thì lại là một cái dự báo tốt cho đồng đô các bạn ạ. Thay đổi việc làm cho ngành phi nông nghiệp thì lại là một con số 149k, tức là thay đổi khá là tốt. Nhưng mà theo bản thân đi chắc đánh giá thì có thể nó sẽ tốt hơn dự báo rất là nhiều nhé. Có thể tốt hơn dự báo rất là nhiều. Tức là tốt hơn cả cái con số 149k này này. Là tin ngày hôm nay ấy. Tin ngày hôm qua thì Richard đồng tình là cái chỉ số dịch vụ PMI xấu rồi, nhưng mà cái riêng cái lượng thay đổi lượng làm việc làm trong ngành phi nông nghiệp thì có thể là sẽ tốt hơn. Còn đối với lại phiên Mỹ ngày hôm nay thì không phải chỉ nguyên đối với lại đồng đô la Mỹ đâu, mà là các cái tin tức như là liên quan đến GU hôm nay cũng có này, và đặc biệt là đồng Canada hôm nay thì có cái lãi suất liên quan đến đồng CAD nhé. Lãi suất thì dự báo giữ nguyên. Mọi người nhìn thấy này, lãi suất thì dự báo giữ nguyên ở mức 5,5 ở mức 5%. Và kèm theo đó thì có những cái các cái tin về cái chỉ số dịch vụ PMI nữa. Còn đồng đô la Mỹ thì hôm nay chúng ta lưu ý là ngoài cái tin về thay đổi việc làm ra thì chính là cái bài phát biểu của chủ tịch Fed và cơ hội việc làm. Thì buổi tối ngày hôm nay lúc 8 giờ 15 có tin, đúng chưa? 8 giờ 15 đã có tin này. Và cho đến là đây 8 giờ 15 có tin và đến là 10 giờ lại tiếp tục có tin nữa. Khi mà đến 10 giờ tiếp tục có tin nữa như này thì mọi người sẽ thấy là đây là có hai nguồn tin chênh nhau về giờ, nhưng khả năng hôm nay kịch bản thị trường hôm nay đối với đồng đô la Mỹ nó sẽ có sự biến động hai chiều các bạn nhé, buổi tối ngày hôm nay ấy, kèm cả tốt với cả xấu trong ngày hôm nay, đặc biệt là liên quan đến bài phát biểu của chủ tịch Fed nữa. Về tin định tính thì chúng ta sẽ thấy là những cái tin tức có cái con số rõ ràng, đúng chưa? Thì là những cái tin định lượng ở trên này nó rất là rõ ràng. Còn những cái tin định tính là cái bài phát biểu của chủ tịch Fed thì các bạn sẽ lưu ý đó là thường là những cái bản tin hai chiều, khi đó thì chúng ta sẽ giao dịch nhớ là phải quản trị vốn tuyệt đối nhé. Cũng giống như ngày hôm qua khi mà Richard cho mọi người các cái chiến lược để bán ấy, lại đến mấy vòng khi mà Richard không báo thì mọi người có những cái kế hoạch ví dụ như là quản trị vốn, và khi Richard game những cái gọi là để cho mọi người tham khảo về cái kế hoạch quản trị vốn ở trên tele, mọi người tham khảo nó thì rất là tốt. Nhưng mà chúng ta đến có mấy vòng lại toàn 40-50 pip mà không ra thì SL là chuyện đương nhiên. Nhưng bản thân Richard khi mà làm video làm kênh từ xưa nay chia sẻ chiến lược ấy, đã không báo nhá, dù có lãi chăng nữa thì vẫn tính tất cả những cái lệnh đó đều là những cái lệnh lỗ nhá. Bây giờ quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật thuần đi, hôm nay chúng ta sẽ giao dịch như nào. Tin tức thì Richard nhắc lại là đặc biệt là tin đối với đồng đô hôm nay sẽ là kịch bản hai chiều buổi tối ngày hôm nay phiên Mỹ. Còn đối với đồng Canada thì đây là cặp UK luôn này. Lát nữa Richard sẽ phân tích cái cặp này chi tiết hơn nhé. Đầu tiên thì Richard sẽ đi vào cái biểu đồ về chỉ số DXY trước. Hôm qua khi tin ra thì chỉ số DXY nó đã có một cái nhịp retest bách qua cái đường kênh này rồi. Đấy. Hồi trong ngày hôm qua thì nó hồi lên được cái ngưỡng cao nhất là khu vực 103.9x, rồi sau đó là biểu tối phiên Mỹ. Đây này, Richard đã phân tích cho mọi người là nó sẽ có một cái nhịp hồi từ vùng giá này, và đúng nó hồi đúng không ạ? Nhưng mà nó không hồi mạnh thôi, chứ còn nó hồi lên được cái ngưỡng kháng cự gần nhất của H1 là quanh khu vực 103.9 ở đây. Sau đó là sập vào buổi tối phiên Mỹ khi mà tin nó bất lợi đối với đồng đô. Sau khi retest xuống cái khu vực vùng hỗ trợ gần nhất đây này thì nó đã bật tăng ngược trở lại rồi. Đó, bật tăng ngược trở lại nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó giống như nó đang có một cái xu hướng là retest lại kênh và nó quay trở lại cái khu vực 103.9 ở trên này. Richard nhìn phân tích như này thì mọi người sẽ nhìn thấy cái kỹ thuật nó thuần hơn nhé. Richard sẽ bỏ luôn cả cái đường Bollinger Band đi nào. Không dùng Bollinger Band nữa. Tóm lại là không mặc quần áo cho biểu đồ mà chỉ có là đây. Chúng ta sẽ có một cái xu hướng như thế này. Rồi, đi qua nhiều điểm nhất đúng không ạ? Rồi.
Với cái đường kênh xu hướng sau khi break qua như thế này thì những cái khu vực này là những cái khu vực nó dễ gì retest quay trở lại nha. Và ngày hôm nay nếu như mà phiên Á, phiên Âu retest quay trở lại thì có nhiều các cái sản phẩm khác liên quan đến đồng đô nó sẽ có sự điều chỉnh giảm trở lại. Và đặc biệt nữa các bạn nhớ này, cái vùng giá này nó chưa chạm tới, đúng chưa ạ? Chưa chạm tới cái vùng giá này thì nó còn một cái kịch bản liên quan đến bài phát biểu của chủ tịch Fed ngày hôm nay, tin tức tối ngày hôm nay, và đặc biệt là còn cả cái tin trong tuần này hôm nay thì còn bản tin Nam Phan nữa. Cho nên là các bạn đừng có thấy là nó vô xuống vùng hỗ trợ, nó phá kênh rồi nó test quay trở lại này, nó chui lên đường kênh rồi bắt đầu nó lại tăng lại luôn đâu, bởi vì chúng ta vẫn dự phòng những cái vùng giá này. Chính xác đã nhận định trong video tuần là nó sẽ điều chỉnh rồi giảm tiếp, và mục tiêu trong tuần này là nó test khu vực 103.5, tức là khu vực vùng đáy này này các bạn nhé. Thì trong phân tích kỹ thuật ấy, thì khi mà nó retest lại những cái ngưỡng hỗ trợ vùng đáy, nó không hẳn là cứ nó phải đâm xuống tận đáy thì bắt đầu nó mới lên, nó có thể có những cái cấu trúc là phá đáy một chút. Đấy, phá đáy một chút rồi lên, hoặc ở đây thì cái ngưỡng sâu nhất ở trên khung giờ D đó là khu vực 103, là cái khu vực hỗ trợ của ngày đúng không ạ? Đấy, hỗ trợ của ngày trên khung D này, được chưa? Chính là cái khu vực 103 nó còn chưa xuống nữa mà. Nhưng mà đấy là trừ khi nào mà cái tin cực kỳ bất lợi đối với đồng đô trong tuần này liên quan đến cả bản tin Nam Phan nữa thì nó mới xuống đây thôi. Còn đây, trong phân tích kỹ thuật thì những cái khu vực vùng này là thuần về kỹ thuật thì nó có thể là tạo ra được những cấu trúc gọi là vùng giá mới. Trong phân tích kỹ thuật thì đấy chắc đó là những cái vùng giá mới, và nó là cấu trúc thanh khoản test xuyên qua đáy nhưng sau đó là quay đầu và tăng trưởng trở lại các bạn nha. Đây là cấu trúc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phân kỳ trong về phân tích kỹ thuật ấy, đó là nó không về cái đáy ngang ở đâu, nó có thể tạo ra được cái đáy sau cao hơn đáy trước rồi bắt đầu là tăng trở lại, các bạn hiểu chưa? À, tức là gì? Phân kỳ là tạo ra được cái đáy sau cao hơn đáy trước và tăng trưởng lên tiếp, thì cứ như thế thì xu hướng nó tăng trưởng trở lại các bạn nhé. Thì trong phân tích kỹ thuật những cái vùng giá đó thì các bạn đặc biệt là phải quan sát những cái biến động của thị trường để xem những cái vùng tạo đáy như thế nào thôi. Và hướng cho DXY chính là liên quan đến gì? Tin cơ bản. Nhá. Phân tích kỹ thuật nó là một một góc nhìn thôi, nhưng mà kết hợp thêm về tin cơ bản nữa thì chúng ta sẽ có góc nhìn tổng quan hơn. Kịch bản đối với lại DXY thì nó đang retest và nó phá kênh và retest lại những cái khu vực vùng hỗ trợ rồi. Thế liệu ngày hôm nay tin tốt thì nó sẽ quay về đầu, hiểu không? Nó quay đầu nó đi lên tiếp. Nhưng mà kịch bản là hai chiều thì có thể nó sẽ đi lên trước đi cái bản tin ngày hôm nay, bởi vì chúng ta tối nay có hai bản tin liên quan đến đồng đô la Mỹ đúng không? Tin lúc hơn 8 giờ và tin lúc 10 giờ nữa cơ mà. Đây này, tin lúc 10 giờ nữa. Cho nên là kịch bản thì nó có thể là nó vẫn vẫn xuống những cái vùng này. Giả sử như là nó xuống trước cái vùng giá này rồi, đúng không? Tin xấu thì nó xuống trước rồi, nhưng mà đến lúc tin tốt thì có thể từ cái vùng hỗ trợ này nó có một cái lực trợ tốt nhất nữa thì để nó bật tăng trở lại. Và trong trường hợp mà nó test lên cái khu vực nha, tin hai chiều mà, trong trường hợp mà nó test lên các cái ngưỡng kháng cự chẳng hạn. Và nó lên trước do dự báo cái tin đầu tiên của chúng ta là tin việc làm, thay đổi việc làm trong ngành phi nông nghiệp nó tốt ấy, thì có thể là nó test lên những cái ngưỡng kháng cự trước rồi đến lúc là liên quan đến bài phát biểu hay là cái tin tức lúc 10 giờ nói là những cái tin xấu như là cơ hội việc làm mà nó lại xấu nữa chẳng hạn, thì đến lúc đấy có gì nó lại quay đầu làm về cái vùng hỗ trợ này hơn. Nhưng trước đấy là trong kịch bản mà khi chúng ta phân tích cả kỹ thuật nha và cả về tin tức thì bao giờ nó cũng có hai xu hướng, nó gọi là khi mà Richard đã nhận định là những cái tin mà hai chiều á thì chúng ta phải đưa ra những cái kịch bản để chúng ta theo dõi và chúng ta giao dịch cho nó thuần. Còn đối với DXY khi nó hồi như này thì những cặp tiền như GU, hôm qua thì chúng ta đang có một cái chiến lược đối với GU, ngoài những cái chiến lược vàng mà đi chắt bán vùng cho mọi người bán vùng 25, 26 đúng không? Nó xuống 22, 21 đến mấy vòng rồi? Ba vòng, đúng chưa? Đây, với GBP USD thì hôm qua sau tin đi chắt cho một cái kèo bán đúng đỉnh các bạn nhé. Cái này thì nếu các bạn nào mà lướt ở TP1 thì các bạn đã TP rồi. Còn các bạn nào mà tiếp tục chờ TP2 thì các bạn phải chờ thêm thôi, bởi vì TP2 đi chắt để khá sâu, nó ở dưới cái khu vực vùng vùng giá dưới này cơ. Đó. Nói chung là hôm qua chúng ta bán được đúng đỉnh của đỉnh rồi nhá các bạn nhé, cái kèo GBP USD. Đối với GU ngày hôm nay thì sau khi mà nó retest phá này, cấu trúc của thị trường các bạn nhá. Sau khi mà nó phá đỉnh nhá, lẽ ra là nó phải đi tiếp, nhưng phá đỉnh xong nó lại là những cấu trúc đảo chiều ngược lại thì khả năng đến lúc đấy các bạn bán thì nó lại thành công, và 90% thành công, tức là 10 lần thì chúng ta có thể ăn đến 9 lần và có một lần thua. Tức là cái ý là của Richard đó là cái tỷ lệ thắng nó rất là cao khi mà nó phá những cái ngưỡng kháng cự nhưng sau đó là nó retest lại, quay trở lại retest nhưng nó lại tạo ra cấu trúc đảo chiều các bạn nhé. Ngày hôm qua trên nến D thì nó chưa phải là nến đảo chiều, chỉ là đảo chiều của H1 với H4 thôi, chứ nến D nó chưa phải đảo chiều đâu. Cho nên là khả năng rất cao là nó vẫn có thể là retest và tạo ra cái vùng này. Richard kẻ ra 1, 2, 3 cái đỉnh ở đường kênh neckline này thì hoàn toàn nó có thể retest, và đây là một cái ngưỡng kháng cự mới các bạn nhé.
kháng cự mới thì có thể là nó tranh chấp ở vùng này rồi nó có những cái nhịp giảm trở lại nữa chẳng hạn, tức là nó sideways trong một cái đường kênh hướng lên. Đây, một cái đường kênh hướng lên của bảng Anh. Ok, chạy một cái nêm hướng lên của bảng Anh như thế này, và đây là cái vùng đỉnh kháng cự. Thì các bạn nhìn như thế này thì các bạn có thể là tìm ra được những cái điểm entry nhá. Khu vực vùng bán xuống và mua lên thì ít nhất là các bạn phải chờ khu vực 1.267 ở dưới này mới mua được đúng không? Đấy. Đấy là với GBPUSD hôm nay. Thì các bạn đối với cặp GU, tin tức đối với GU hôm nay không có, mà thì chúng ta chủ yếu là phụ thuộc vào tin đối với đồng đô la Mỹ thôi. Thì cái cặp tiền này thì canh cao các bạn thắng xuống tiếp nhé. Chiến lược thì chúng ta có lời các bạn chốt TP cũng được. Các bạn có khoảng tầm 3 hơn 30 pip rồi. Về chợ hôm qua chúng ta bán được đỉnh của đỉnh rồi. Tiếp theo này sang đối với những cái cặp tiền khác như là EU này, sau đó là chúng ta sẽ vào đến vàng luôn nha. Richard sẽ phân tích với biểu đồ vàng luôn đi. Ngày hôm qua đây Richard sẽ xuống khung giờ H1. Sau khi mà chúng ta nhớ chúng ta là thực chiến trong những cái nhịp mà nó giảm khá là tốt, bán ở cái khu vực vùng giá 19 này đúng không ạ? Nó về được khu vực biên độ vùng 14. Nó retest khung H1. Nó sau khi nó test đường kênh này thì nó bứt phá và nó lên. Xong cái nhịp lên này nó lên được hai vùng 25 26, các bạn nhìn thấy cái vùng 25 26 chưa ạ? Và đây chắc có cho mọi người cái chiến lược đấy là bán vào SL 28 thì nó retest xuống cái vùng 21 đến mấy vòng liền ở khi khung giờ thấp hơn, các bạn nhìn thấy đúng là hôm qua nó retest xuống mấy lượt xuống cái vùng giá đấy không, mà chúng ta không ra lệnh đúng chưa. Đây này, một nhịp này các bạn nhìn đó, hai nhịp này, ba nhịp này, những cái nhịp này thì nó xuống đều cho chúng ta khoảng 40-50 pip, nhưng mà chúng ta không ra thì đến lúc buổi tối phiên Mỹ ngày qua đặc biệt là còn tin nữa thì nó phi luôn break out cái điểm này. Khi mà đi chat không báo cờ lâu nhé, các bạn cũng không theo cái nguyên tắc giao dịch mà cái chat ghim trên kênh ấy, thì coi như các bạn chắc chắn là sẽ bị cắn SL hoặc không dịch SL, bởi vì chúng ta có rất nhiều cơ hội đúng không ạ? Khi mà lướt sóng là như thế là quá nhiều cơ hội rồi. Không ra thì cú này là cú SL, và hôm qua thì trên khung nến D và nến tuần nó retest lại cái khu vực cao nhất của đỉnh năm 2023 rồi. Sau khi chạm lên cái ngưỡng 42 nó phản ứng ngay lập tức khoảng 200 pip các bạn ạ, sập ngay lập tức 200 pip. Đi chat cũng có nhắn trên nhóm cho mọi người trước cái tin buổi tối ngày hôm qua ấy. Tin về chỉ số dịch vụ PMI là sau khi phản ứng xuống 200 pip như này thì là chúng ta chỉ canh bán thôi, và khu vực nó có quay trở lại thì chờ đợi cơ hội tốt nhất là nó retest quay trở lại một lần nữa. Thì đến lúc tin ra mặc dù là tin xấu các bạn thấy không, nhưng nó retest lên nó vẫn xuống, tức là cái ngưỡng này là cái ngưỡng cản tâm lý rất là mạnh, cộng với lại là cái xung lực chốt lời và vẫn bán xuống, cho nên mặc dù là tin xấu cho đồng đô nhưng gần như thị trường đã chạy trước đó rồi, cho nên là nó mới giảm trở lại nhé, cho nên mới là giảm trở lại như này. Hôm nay thì chúng ta nhìn thấy khung giờ M5 hay là M30 ở đây chăng nữa thì nó bắt đầu các bạn nhìn thấy một đỉnh này, hai đỉnh, nó đang tạo ra đỉnh thấp dần và nó tích lực ở khu vực giá này. Vùng giá 24 25 nó chưa bứt phá được đúng không? Đặc biệt là hôm qua thì có một cái ngưỡng hỗ trợ chúng ta cảm giác như là cái vùng 21 22 nó rất là vững ở đây, nó chưa phá được. Thì cái cấu trúc này nhá, khi mà đi chắt kẻ cái đường kênh này thì có khả năng nó tích lũy và hôm nay sẽ là cái ngày nó quay đầu giảm trở lại vào phiên Á và phiên Âu. Tức là phiên Á với phiên Bầu ngày hôm nay sẽ là xu hướng là nó sẽ điều chỉnh giảm. Phiên Mỹ thì có thể là nó có những cái nhịp tăng giảm bất thường hơn, bởi vì nó là tin hai chiều cho nên là chúng ta sẽ bám sát với thị trường nhé. Đến lúc đấy thì có chiến lược thì đi chat sẽ gửi cho mọi người thôi. Bản thân đi chat thì bán lại được ở cái vùng 38, 35 ngày hôm qua. Nó xuống cũng khá tốt, cũng ăn được khá là nhiều vòng liên quan đến sau tin ở đây này. Đấy, và thêm cả cặp bảng Anh nữa. Nhưng mà còn cái lệnh ở cái khu vực vùng 19 thì đi chat bị SL ngay ở cái ngưỡng 25 rồi. Được chưa? Nên là khi mà các bạn vào giao dịch ấy mà lướt sóng trong ngày, chúng ta SL những biên độ ngắn ấy chúng ta lấy lại nó rất là nhanh, kể cả những cái nhịp này này đúng không, chúng ta lấy lại rất là nhanh. Nhưng mà khi các bạn để gồng xa thì chúng ta gì ạ, gọi là chờ về bờ nó rất là lâu, trừ khi nào các bạn đánh nhỏ trong kế hoạch thôi thì các bạn mới có thể gồng được xa này. Nhưng mà rủi ro nó cũng tiềm ẩn rất là cao nhá. Đối với con sóng vàng trên sóng tăng ở trên khung nến D ngày hôm qua đi chat có chia sẻ cho mọi người một cái mô hình harmonic ở trong cái cấu trúc là vùng giá 15 đến 20 đúng không ạ. Như hôm qua nó không phải là 15 20 nữa mà nó quay lên retest đỉnh luôn. Thì ở đây chắc có nhận định cho mọi người là nếu như cái cấu trúc này bị phá vỡ thì có thể mục tiêu tiếp theo trên khung tuần, khung D của vàng ấy là, và trên khung tuần ấy, đó là các cái vùng như là test lại vùng 2145. Tiếp theo nữa là có thể sau cái nhịp này nó sẽ điều chỉnh và chinh phục các cái mốc cao hơn trên khung tuần, đó là 2175 các bạn nha. Vì thế là cái con sóng vàng nó chưa kết thúc được những cái nhịp này đâu, mà chúng ta thấy là cái tiềm ẩn rủi ro rất là lớn các bạn. Khi mà nó biến động biên độ giao dịch ngày hôm qua ấy, những cái lúc mà nó lên xong bắt đầu nó xuống một rất rất nhanh, nó xuống khoảng 200 pip xong nó lại đẩy lên như thế, thì nếu như các bạn nào mà SL ngắn thì rủi ro nó rất là cao
hiểu không? Rủi ro rất là cao, cho nên là những cái lúc mà thị trường nó tiềm ẩn rủi ro nó quá lớn như thế, các bạn lướt sóng nên ngồi ngoài, chờ cấu trúc rõ ràng và nó thuần trở lại thì chúng ta đánh. Đối với lại những anh chị nào mà mua hold thì đây cũng không phải là nhịp mua hold được đâu các bạn nha. Ok chưa? Là với vàng. Lát nữa thì tầm hôm nay thì đi chat vào hơi muộn một chút xíu thôi, nhưng mà vẫn thực chiến cho mọi người buổi sáng ngày hôm nay khoảng tầm tiếng khi mà phân tích thôi. Còn buổi sau đó, thời gian sau đó thì Richard có việc cho nên là sẽ không zoom với mọi người vào buổi sáng và buổi chiều ngày hôm nay nha. Ok, đây là với biểu đồ XAU này. Thế còn với cái giá dầu ngày hôm qua. Hôm qua thì khi mà trong zoom Richard có livestream với mọi người á, thì đối với cái giá dầu thì chúng ta vẫn đang chờ mua đúng không ạ? Chờ mua, đặc biệt là có một cái vùng hỗ trợ H4 thì hôm qua nó có phản ứng. Nhưng mà nó vào tin nha, nó xuống được ngưỡng 77.5, nó bật lên gì tận 79.5, tức là cũng khoảng 200 pip trong cái biên độ buổi tối ngày hôm qua khi liên quan đến tin của đồng đô nữa thôi, nhưng mà giá dầu nó cũng biến động theo. Đối với dầu thì chúng ta là các cái nhịp gì ạ? Canh mua đúng không ạ? Đây, chat đã kể ra những cái vùng hỗ trợ nó có thể đạt đến, thì chúng ta mục tiêu chính vẫn là xuống cái khu vực dưới này nha, vùng 75 76 dưới này chúng ta mua trung hạn các bạn nhé. Tóm lại là chờ đợi cơ hội đi chứ đừng có vội vàng thì với giá dầu. Riêng giá dầu sau khi mà chúng ta close cái vòng mà bay trung hạn vừa rồi là khoảng tầm 10 đến 12 đô la Mỹ một thùng, tức là khoảng hơn 1.000 pip đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta chờ đợi tiếp tục cái vòng thứ hai, và các bạn là nên nhớ rằng trung hạn không thể nào vội vàng được. Còn lướt sóng thì Richard cũng không khuyên bán rồi, mặc dù kể cả có cấu trúc đảo chiều cũng không khuyên bán nha. Ok, với giá dầu các bạn nán chờ đợi đi. Khi Richard phân tích như này thì cũng không cần phải là gọi là nóng lòng với nó nữa, chúng ta không thể nào vội vàng được. Thế còn các cái sản phẩm khác, đặc biệt là gần đây thì chúng ta thực chiến hàng ngày thì chắc có cho với cái biểu đồ về chỉ số W30 liên tục là những cái kèo bán toàn là 100 với 200 pip, rất là ngọt đúng không? Ngày hôm qua thì nó break qua cái mô hình tam giác ở đây rồi. Đây, hôm qua đi chắc có trong thực chiến thì cho mọi người là đã break qua cái vùng thế này. Những cái vùng hỗ trợ liên tiếp ngày hôm qua nó bị bị xiên, vì đây là những cái cấu trúc rất là mạnh này. Sau khi nó phá vỡ được những vùng hỗ trợ mà nó không hề có một cái lực hồi. Các bạn nhìn thấy ạ? Tức là như này mới gọi là mạnh này, chứ còn sau khi phá hỗ trợ giống như chỉ số DXY nó xuống, nó sau khi nó phá đường kênh bắt đầu là nó quay xuống hỗ trợ là những cái vùng đáy ngang, sau đó nó bật trở lại nó test kênh thì cái lực đấy nó rất là yếu, nhưng mà nó đi luôn như này mới là lực mạnh này thì chúng ta canh bán nó mới thành công được, hiểu không? Và tuần trước thì chúng ta có đến mấy buổi livestream, 3 buổi đúng không ạ, là những cái nhịp bán. Thì sang tuần này các bạn nhìn nha, đối với lại biểu đồ US30 nó mục tiêu nó sẽ tiếp cận những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở trên này, sau khi mà những cái thời gian tích lũy ở các cái vùng đỉnh thì đối với chỉ số thì chắc có nói là với chỉ số đô la Mỹ, nếu như mà tin tức về cơ bản ấy thì ảnh hưởng nó rất là nhiều, đặc biệt là liên quan đến cái bài phát biểu chủ tịch Fed ngày hôm nay nữa, có thể là ảnh hưởng tiếp đến cái chỉ số US30. Tức là chỉ cần là cái việc mà Fed khẳng định rằng sang tháng 5, tháng 6 thôi mới có thể là hạ lãi suất đầu tiên ấy, thì đến lúc đấy là khả năng rất cao là US30 nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và chịu tác động từ những cái tin tức như này và nó giảm sâu hơn các bạn nhé. Canh cao mà bán xuống với chỉ số US30 ngày hôm nay, biến độ nó cực kỳ mạnh rồi. Sang những cái biểu đồ khác đi, không phải là US30 nữa. US30 thì chúng ta canh bán đẹp đúng không? Những cặp tiền liên quan đến đồng yên, trời ơi, những cặp tiền liên quan đến đồng yên hôm qua bắt đầu là sau bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng BOJ, chúng ta đã thấy là nó đã có sự điều chỉnh đối với những cặp đồng yên rồi. Đây, đồng yên thì có phải là đi chat có nhắc mọi người là những cái cặp tiền liên quan đến đuôi yên thì cứ canh cao bán xuống đúng không? Đang kỳ vọng là đồng yên nó tăng trưởng trở lại. Hôm qua mặc dù là những cái cặp tiền này, đây kể cả buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù là cái chỉ số đô la Mỹ nó tăng trưởng trở lại, U đứng đầu đúng không ạ? Những cặp tiền này nó không hề tăng. Đúng rồi. Thế nhưng với những cặp tiền này thì bây giờ cần nhất là nó phá cái hỗ trợ này thì nó giảm xuống. Những cái mục tiêu mà đi chat phân tích cho mọi người là liên quan đến những cái cặp đuôi yên, trong đó thì có UJ là nhịp bán trung hạn, các bạn tự chia vốn ra mà ăn chi xuống thôi nha. Đi chat vẫn đang kỳ vọng là sẽ có một cái nhịp giảm sâu hơn. Tất nhiên là cũng không kỳ vọng nó giảm sâu nhanh quá đâu, biết nó lại phụ thuộc vào chỉ số DXY, nó sập luôn thì nó ủng hộ những cặp đuôi yên ăn luôn đúng không ạ? Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ là có một cái sự kết hợp. Còn trung hạn thì các bạn sẽ không vội vàng nhé. Lướt sóng thì các bạn nhìn theo cấu trúc nó sideways và nó có một cái biên độ như này thì các bạn đánh phải có TPS là tuyệt đối thế thôi. UJ ngày hôm nay thì nó sẽ chưa sập luôn qua cái vùng hỗ trợ này đâu, mà có thể nó sẽ có nhịp hồi, nhưng các bạn đừng có vội vàng, hãy nán chờ đợi nhé. Đường kênh xu hướng thì ở đây có một cái đường kênh thấp dần này, có thể nó đi test lại các cái đường kênh như này thì chúng ta mới bán nhé. Trong những cái cặp tiền đuôi uyên thì GJ hôm qua cũng đã giảm đúng chưa? GJ hôm qua cũng đã giảm này. Đấy. Gì đã giảm nha.
Tiếp theo những cái cặp tiền nữa đó là GZ thì ngày hôm nay các bạn ưu tiên bán cho DJ, nó retest xuống đấy, nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở trên H4 nó cái đỉnh ngày hôm qua nó tạo ra đỉnh cao nhất này, à phiên này là phiên thứ hai đúng không, nó tạo ra cao nhất thì nó lại là cái đỉnh thấp hơn, giống như là một cái nhịp phân kỳ khá là đẹp đấy, thì các bạn canh bán xuống, canh bán xuống SL trên cái đỉnh này. Chiến lược nào thì cũng có rủi ro thôi, nếu các bạn muốn đánh chiến lược nào thì cũng có rủi ro thôi, cho nên chúng ta phải đặt SL cho nó, SL ngay sau cái đỉnh này thôi, ngay sau cái đỉnh này nhá. Và đối với Yên thì đối với cặp GZ thì trên khung D nó chưa có một cái cấu trúc thực sự mạnh, các bạn nhìn thấy chưa, nó chưa có một cái cấu trúc thực sự mạnh, cho nên là để mà bán xuống bây giờ thì chúng ta cũng chỉ là chia vol ra chúng ta bán thôi. Có thể áp dụng theo cái trường hợp là chúng ta bán 50% vol hoặc 30% vol, còn khi mà nó phá qua các cái cấu trúc này lúc đấy chúng ta mới nhồi lệnh, tức là phá qua được những cái vùng hỗ trợ này này. À, thì chúng ta mới thêm vô, tức là chúng ta đi gì ạ? Đi đi xây dương tiền đấy, khi mà nó dương tiền thì chúng ta mới vào lệnh ấy. Nha, chứ không phải là chúng ta nhồi lệnh âm đâu. Ok, tức là nó có cấu trúc rõ ràng thì lúc ấy chúng ta có thể thêm vô. Bây giờ thì sang những cái cặp tiền khác đi, đặc biệt là CHFGT vẫn là những cái cặp tiền mà đi chắc cho mọi người cái chiến lược bán trung hạn đúng không ạ? Tất nhiên là có hơn 200 pip thôi, nhưng mà nó cũng là chiến lược cực ngon rồi. Trong cái tuần vừa rồi đi chắc nhận định tiếp là nó tuần này nó sẽ hồi lên, khi mà ngay ngày thứ hai có tin liên quan đến đồng CHF này cộng với các cái tin tức mà liên quan đồng Yên trong này nữa thì chúng ta cặp này canh bán xuống. Hiện tại trên khung H4 nó tiếp cận vùng hỗ trợ, Richard cũng đang rất là mong là nó sẽ có một cái lực mạnh hơn để nó sập qua cái vùng hỗ trợ này, đến lúc đấy thì nó mới rơi được rồi. Nhưng mà cái cặp tiền này Richard cho mọi người là các cái chiến lược bán gọi là test đỉnh, và chúng ta bán đỉnh rất là đẹp đúng không? Mà nó không phải là lên phát nó xuống luôn đâu, mà trong cái nhận định đấy thì cũng rất nhiều cơ hội cho mọi người, những người có lỡ đỏ chẳng nữa thì vẫn có những cơ hội để bán xuống. Chia vô chúng ta bán xuống khá là đẹp cặp tiền này, thì nếu các bạn nào mà theo chiến lược đối với cặp này thì cũng xin chúc mừng cả nhà luôn nhé. Ngoài cặp này ra thì có rất nhiều cặp đuôi Yên mà chúng ta ăn nữa đúng chưa? Ok, với lại một cái sản phẩm khác đi, hôm qua chúng ta thực chiến thì có tiếp về BTC USD, hôm qua thì nó retest, trời ơi hôm qua nó đẩy lên được cái đỉnh giá cao nhất là khu vực tin nhé, liên quan đến tin ngày qua, liên quan đến sấp xỉ ngưỡng 69, qua nó sập sâu thật đấy, hôm qua nó về tận ngưỡng 59 rồi. Đi chat có nói với mọi người là nếu như ai mà có đánh với cái sản phẩm này thì chia vốn nhỏ nó ra, mà khả năng nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh rất mạnh, đặc biệt là trên khung tuần đúng không ạ? Video hôm qua thì chat cũng có nói là trên khung tuần nữa, đặc biệt là một cái khung tuần thì một cái cây nến ở ngoài band rất là mạnh. Đây thì chat có bật ra cái biểu đồ về Bollinger Band cho mọi người. Hôm qua thì khi mà làm video thì chat có nhắn là nó chỉ cần có một cái nhịp điều chỉnh thôi đúng không ạ, một cái điều chỉnh nhún chân xuống thôi là chúng ta cũng ăn đậm rồi. Có đúng hôm qua nó nhún chân xuống chưa? Đấy, nó khép cái đường band này là hôm qua, thì khi mới chat làm video là cái cây nến tuần này nó còn tít trên band, bởi vì làm gì nó có xuống được ngưỡng 59 đâu đúng chưa. Và hôm qua nó nhún chân xuống đúng là tuyệt vời ông mặt rời ấy. Nếu các bạn nào mà chia vốn mà thì chắc chắn là hôm qua là ăn được đối với BTC USD nha. Khung tuần này thì tuần này chưa đóng, nhưng khung D bắt đầu đang có tín hiệu gì ạ, là những tín hiệu chốt lời giống kiểu là một cái nhịp xả rồi. Các bạn nhìn thấy đóng nến ngày hôm qua chưa? Cho nên ngày hôm nay với BTC USD nếu mà nó điều chỉnh hồi trở lại thì chúng ta canh và bán nha, chín nhịp này sẽ không mua được nữa nhá. Đây là với BTC USD. Và sang một số các cái sản phẩm khác liên quan đến tiền thì ngày hôm nay có cặp UK, đặc biệt vì buổi tối ngày hôm nay là lãi suất liên quan đến đồng CAD. Trong những cái cặp tiền liên quan đến CAD, các bạn lưu ý cho đối chat này, với UK ngày hôm nay thì bứt phá qua đỉnh này chúng ta mua lên. Hiện tại bây giờ nó tiếp cận một cái vùng kháng cự rất là quan trọng ở đây, nhưng khả năng rất cao là chiều hướng của đồng CAD nó sẽ giảm. Nhà đồng CAD nó sẽ giảm trong cái nhịp này, thì đến lúc đấy là các bạn sẽ mua lên đối với lại cặp tiền UK, mặc dù đồng U cũng đang là những cái tin tức dự xấu đúng không? Nhưng mà mua lên thì không có nghĩa là chúng ta lao đầu và chúng ta luôn mua luôn đâu. Ở đây thì thứ nhất có đường kênh xu hướng, nếu tựa kênh chúng ta mua, hoặc bứt phá qua cái đỉnh này chúng ta retest quay trở lại chúng ta mua nhé. Đây là một cái chia sẻ cho mọi người cái chiến lược cặp UK nó chạy khá là mịn màng, cho nên là các bạn lên kế hoạch mà trading với nó. Khả năng rất cao là sẽ có một cái kịch bản là mua và bứt phá qua cái đỉnh này và nó test lên các cái khu vực cao hơn, khung trên khung D và khung tuần trên này nhé. Đấy là cặp UK. Ngoài ra thì đi chat chia sẻ cho mọi người thêm một cái cặp đặc biệt nữa là có chiều hướng là chúng ta có thể là ăn được cái trend khá là mạnh trung hạn nữa, đó là cặp GBP CAD. Mặc dù là cặp G liên quan đến đồng G ấy, thì nó còn đang khá là yếu, nhưng mà cái cặp tiền này thì lại có triển vọng. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là trên khung D có phải là 1 2 3 4 5 cái đỉnh kháng cự, vùng kháng cự liên tiếp ở đây rất là mạnh đúng không? Bạn nhìn nhá. Cặp này thì lại có một cái triển vọng đối với Richard khi mà cho mọi người một cái chiến lược tham khảo ấy,
Lẽ ra cái vùng kháng cự này chúng ta bán xuống, đúng không? Nó đang lên rất mạnh nhưng nó vẫn quay đầu, đang lên rất mạnh quay đầu nha. Nhưng mà cái với cái cấu trúc này khả năng rất cao là nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh giảm một chút, nhưng sau đó sau cái nhịp giảm điều chỉnh này thì nó sẽ là tăng bền hơn, tức là trung hạn là chúng ta chia vốn là mua phá breakout cái đỉnh này nha. Các bạn canh xuống những cái đường kênh, những vùng hỗ trợ các bạn mua lên. Tất nhiên là chiến lược trung hạn thì chúng ta sẽ chiến lâu hơn, nhưng mà có phải có những cái ngưỡng SL và kế hoạch để SL cho nó các bạn nhé. Nhưng mà Richard chia sẻ cho mọi người là hiện tại bây giờ nó tiếp cận vùng kháng cự, các bạn đừng có đánh luôn nhá. Trung hạn mà chúng ta phải chờ cái nhịp này nó điều chỉnh, giả sử như nó đi test xuống các cái khu vực như 1.70 chẳng hạn, thì đến lúc đấy có thể là bắt đầu chia vốn, các bạn chia vốn mua lên nhá, giải mua lên. Đây, đối với cặp tiền này là triển vọng rất cao, là trên khung D này các bạn nhìn nhá, là nó sẽ break tăng tiếp nhá, nó sẽ break tăng tiếp. Lúc đấy thì cái cặp tiền này chúng ta ăn gọi là thoải mái luôn ấy. Chứ còn bây giờ thì không phải là cái điểm entry luôn, bởi vì sao, chúng ta không thể mua luôn tại vùng kháng cự và trước cái thềm tin được bạn nhé. Ok, cái video ngày hôm nay thì chắc là mà xin kết thúc ở đây nhé. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading thành công hiệu quả. Các bạn nhớ quản trị vốn và đặc biệt là những cái nguyên tắc mà khi Richard game trên kênh về nguyên tắc trading, các bạn nhớ là hãy tham khảo nó và để lập lên những kế hoạch trading cho mình tốt nhất. Hôm nay thì Richard cũng chia sẻ luôn cho mọi người là sau hai cái buổi Zoom, Richard có nhắn là để mà kỷ niệm ngày mùng 8 tháng 3 là ngày của chị em phụ nữ sắp tới ấy, thì Richard có một cái khóa học 3 buổi dành riêng cho chị em phụ nữ, thay những cái lời tri ân, thay cho những cái lời chúc, hay là thay cho những cái đóa hoa đấy, thì Richard tặng cho tất cả các chị em phụ nữ là một khóa học 3 buổi nhá. Còn điều kiện thì thực ra là cũng chả có gì cả các bạn, đối với đặc biệt là với những người mới chưa có tài khoản ở bên HFM thì các bạn mở tài khoản nạp min 100U thôi. Đây là một khóa học rất đặc biệt chia sẻ cho các bạn về trading, phân tích kỹ thuật và cơ bản, cộng với lại là gì ạ, giao dịch và lướt sóng vàng. Đấy, những cái kế hoạch đầu tư vàng ít nhất là 6 tháng đầu năm năm 2024. Nên nếu các bạn hoan hỉ thì các bạn có thể là đăng ký theo các cái đường link, và đặc biệt là liên hệ với bạn support là Linh Chi nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.